chào các bạn, mình là Đặng Huyền, mình đến từ Liên Chi đoàn khoa giáo dục chính trị. Vậy các bạn có tò mò muốn biết khoa giáo dục chính trị giảng dạy những bộ môn gì hay không? Và thầy trò cũng là sinh viên khoa giáo dục chính trị có những hoạt động như thế nào? Hãy cùng theo chân mình đến hỏi một số các bạn sinh viên trong trường nhé. Đi thôi. Chào bạn. Bạn có thể giới thiệu về bạn được không? Tớ là sinh viên khoa giáo dục tiểu học. Vậy thì bạn có biết gì về khoa giáo dục chính trị trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 không? Tớ thực sự là cũng không biết. Em có biết về khoa giáo dục chính trị không? Em có ạ. Bạn có thể cho mình xin ít phút được không? Vâng ạ. Bạn là sinh viên đến từ khoa nào nhỉ? Vâng, em chị. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Mai Anh, là sinh viên K41A trường mầm non. Vậy bạn có biết gì về khoa giáo dục chính trị trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 không? Theo em được biết, khoa giáo dục chính trị thì dạy theo những bộ môn như là nguyên lý, triết chính là nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin ạ, với cả đường lối, với cả tư tưởng chị ạ. Bạn nhé. Vâng, chị. Có thể thấy các bạn sinh viên trong trường đã biết đến khoa giáo dục chính trị nhưng vẫn chưa thực sự hiểu rõ về lịch sử truyền thống phát triển của khoa giáo dục chính trị. Vậy sau đây xin mời các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu về khoa giáo dục chính trị nhé. Khoa giáo dục chính trị trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 được thành lập vào tháng 1 năm 2007. Tiền thân của khoa là bộ môn Mác Lênin, một trong những bộ môn ra đời từ những ngày mới thành lập trường. Hiện nay, khoa giáo dục chính trị có 21 cán bộ giảng viên, trong đó có 2 giảng viên có học vị tiến sĩ, 14 giảng viên có trình độ thạc sĩ, 5 cán bộ giảng viên có trình độ cử nhân khoa học. Bí thư chi bộ, trưởng khoa giáo dục chính trị là tiến sĩ Trần Thị Hồng Loan. Phó bí thư chi bộ, phó trưởng khoa giáo dục chính trị là thạc sĩ Hoàng Thanh Sơn. Khoa cũng đã xây dựng được một cơ cấu tổ chức chuyên môn bài bản và khoa học với 2 tổ bộ môn cơ bản là bộ môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin và bộ môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh. Với chặng đường 10 năm cùng sự nỗ lực cố gắng vượt qua mọi khó khăn, vươn lên sự khẳng định của tập thể cán bộ giảng viên cùng các thế hệ sinh viên, khoa giáo dục chính trị đã thu được nhiều thành tựu có ý nghĩa quan trọng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đào tạo chung của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Theo quyết định 404 ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về đề án đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông môn giáo dục công dân có vị trí rất quan trọng và là một trong 4 môn học bắt buộc. Vì vậy có thể khẳng định cơ hội việc làm rất lớn sau năm 2018 cho sinh viên ngành giáo dục công dân và giáo dục chính trị. Khoa giáo dục chính trị nơi chấp cánh những ước mơ.